Tôi vẫn còn nhớ rất là rõ cảm giác của mình khi mà nhận được cái tin là tôi sẽ được thả. Thực sự thì cái cảm giác đến đầu tiên là buồn. Buồn vì là tôi biết là tôi phải lựa chọn hoặc là tranh đấu cho nhân quyền hoặc là vì tương lai của hai con tôi. Và tôi buộc phải đi vì hai con tôi còn quá nhỏ và phải để lại những cái việc mà mình mong muốn và để lại rất là nhiều anh chị em bạn bè cùng những cái nỗ lực khác cho nhân quyền của Việt Nam. Và buồn và vui lẫn lộn. No, it's not the reason of Mr. Matt's visit because I was advised by the US Embassy official that pending the final approval of Vietnamese government, I might be released. However, I think the Vietnamese government delayed my departure until after Mr. Mattis' visit just to score more points with the US government.